lắm rồi mình mới có thể quay trở lại, quay video cho mọi người xem được. Và thời gian vừa rồi thì mình cũng khá là nhiều việc nên là mình không có thời gian để mình quay video cho mọi người xem. Và ngày hôm nay mình quay trở lại thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách. Đó là thử thách mình ăn hết một cái gói xúc xích này. Thì gói xúc xích này gồm có 10 chiếc các bạn nhé. Gói xúc xích này thì gồm có 10 chiếc và bây giờ thì mình sẽ thực hiện ăn hết một gói xúc xích này. Đây là một cái thương hiệu xúc xích mà ăn cũng rất là ngon luôn các bạn ạ. Có tiếng trên thị trường luôn ấy. Nên là bây giờ mình sẽ thực hiện cái thử thách này luôn mọi người nhé. Mình đã xong rồi các bạn ơi, mình đã thái xong xúc xích rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha các bạn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 chiếc nha. Đó, đây là 10 chiếc xúc xích rất là to này, không biết là ngày hôm nay thì mình có ăn được hết. Mình đã chuẩn bị thêm một chút rau thơm này với hai quả sơ leo nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ ăn cùng cái này cho đỡ ngấy nha các bạn. Mình sẽ lại cho thêm một chút dầu ăn. Các bạn có nghe được tiếng nó nổ không ạ? Mình sẽ gọi cái này qua đây. Ngày nay thì mình sẽ ăn với chiên xu các bạn nhé. Không có ai thấy thế nào, xin mời tất cả các bạn nha. Lần đầu tiên mình dán một lúc người ta cũng các bạn ơi, chín rồi. Các bạn có nhìn thấy không? Nó rất là vàng rồi này. Đó. Và các bạn thấy mình khía nó như này có đẹp không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nhé. Xin mời tất cả các bạn. Bạn có ăn được chiên su này không? Nó cũng bình thường, nó không cay lắm đâu nhá. Quả thực nhà hàng xúc xích có thương hiệu ăn rất là ngon luôn.
rất là giòn. Cái hàng xúc xích này ăn rất là ngon bạn ạ. Cái thịt rất là chắc, cái xúc xích rất là chắc mà mình ăn rất là giòn luôn. Mình sẽ ăn thêm dưa leo vào nữa. Mình sẽ rất là ngon luôn các bạn. Tiếp tục sang cái thứ ba mọi người nhé. Đó. Cho nên là ngày hôm nay mình đã quay cho các bạn xem là vừa dám vừa ăn. Đây là cái thứ ba các bạn nhé. Ăn cái xúc xích của hãng này rất là nhiều rồi, mình thấy vẫn khá là ngon.
rất là sợ béo. Nên là từ trước này mình chưa bao giờ ăn quá 3 chiếc một lần. Hôm nay ăn sang cái thứ 4 mà thấy cảm thấy rất là ngấy. Thường thì mình thích những cái đồ mà luộc hơn là chiên. Tuy nhiên thì hôm nay là thực hiện thử thách cho nên là mình sẽ chiên. Và xúc xích này thì mọi người thường là sẽ chiên với lại hoặc là nướng thôi. Đó, mà chúng ta không thể luộc xúc xích được đúng không các bạn? Nhá, sau đây là ngày hôm nay mình đã chiên nó lên ăn. Đó, rất là ngấy thôi. Và đã là cái đồ thịt nó nhiều mỡ rồi. Và lại chiên nữa thì rất là ngấy. Cho nên mình sẽ cố mình thực hiện hết cái thử thách này. Còn nếu như mà không thực hiện được thì cũng rất là mong các bạn thông cảm mình nhá. Bây giờ mình sẽ ăn sang cái thứ 5 nữa nhé. Rất là ngon, nhưng mà các bạn biết là ăn những cái đồ chiên